Xin chào các bạn, mình review chi tiết cho anh em cây cảo chữ F hay là vam chữ F. Chữ F thì nhìn nó giống chữ V chữ F. Này là của hãng Betsey. Trước tiên là về mã hàng thì khi chúng ta mua hàng bao giờ chúng ta phải đọc được cái mã hàng, bởi vì chúng na ná giống nhau nhiều lắm. Cái mã hàng này nó sẽ quyết định được chính xác là cái bạn cần nó là cái nào. Thì đối với cái cây mình đang cầm trên tay này, mã hàng của nó là GZ30K. Thì cách format của Betsey rất là dễ hiểu. GZ là cái dòng mà nó bằng sắt toàn bộ toàn phần nó như thế này, đó là dòng GZ. Thì con số 30 tiếp theo này sẽ là hành trình, tức là cái này nó sẽ trượt tới trượt lui được 30, trượt tới trượt lui để bạn kẹp vào cái phôi lớn nhất, đó là 30 ba tấc á. Rồi K thì cái dòng bạn thấy cái mã nào mà nó có chữ K thì cái cán của cái này, cái tay quay chữ tên thì nó bằng sắt, còn 2K thì nó sẽ là cán nhựa đó. Bình thường để không nó sẽ là cán gỗ, ví dụ như đối với cái này nó sẽ là K, thì bạn thấy K nghĩa là như vậy. Rồi quay trở lại chi tiết thì đối với thông số của cảo Betsey thì họ để một vài thông số mình đọc mình cũng biết ngay là trên là đây là 300 × 140, thì 140 này sẽ là chiều sâu của chữ F này này. Chiều sâu của chữ F thì quy ước của Betsey họ tính từ tâm của cái tay vặn màu đen này này vào đến cái thành này nó sẽ là 140, nên là tương đối sâu đấy. Đó, bạn thấy là 140, 14 cm. Ok, thì 300 × 140 nó là như thế. Bạn thấy à, cái này là hai thông số cơ bản. Như vậy khi bạn mua bạn chỉ cần đọc GZ30K thì lập tức nó sẽ chỉ định là chỉ có một cái này thôi. Cái này bằng sắt, bạn kẹp cho các vật phôi bằng sắt và nó khá dày. Cả Betsey được xem là đứng đầu của thế giới. Không phải là mình bán nó mình họ thì mình khen đâu, nhưng mà anh em cứ tham khảo các trang web của nước ngoài hay là anh em dùng thử thì anh em sẽ thấy. Thì họ làm rất là chắc chắn, ở đây họ đúc ở đây cái logo Betsey và chữ Made in Germany, tức là sản xuất tại Đức. Thì liên quan đến sắt thép, nói chung liên quan đến kim loại thì họ Đức họ sản xuất hết, chỉ có liên quan đến nhựa và giấy thì họ chảy qua nước thứ ba thôi. Thì quay trở lại đối với cái này thì cái lực kẹp của nó, tức là khi bạn siết lực kẹp ở đây này, khi bạn siết ở đây là tới một cái lực moment quy ước của nó, thì cái lực kẹp ở đây nó lên tới là 6.000 newton ở chỗ này nha. 6.000 newton tương đương khoảng 600 kg, tức là bạn khi bạn kẹp cứng đủ siết đủ lực ở đây thì bạn có thể đánh đu trên đây 600 kg, nó vẫn không có tuột cái nhả, nó không nhả cái ngàm ra được. Thì cái ngàm này, cái má này là má tròn, má tròn nó linh động như thế này, thì má tròn nó sẽ có kích thước liên quan đến đường kính của cái má tròn này, thì để liên quan đến diện tích tiếp xúc thì anh em quan tâm là cái này, thì anh em có thể thay đổi khách cái khác nếu như anh em muốn, thì anh em phải đặt hàng ngay từ đầu. Thì cái này đường kính của nó là 38 các bạn ha, để bạn biết là cái diện tích tiếp xúc cái phôi của nó linh hoạt như này để nó điều hướng. Còn cái mặt này vẫn là mặt phẳng. Nè, bạn thấy là cái cả Betsey thì khi mà mình cầm như này nó không có tuột xuống được. Đó, bạn phải vỗ vỗ, bởi vì khi bạn dịch chuyển ở đây bạn chỉ cần nâng nhẹ ở đây thôi. Nâng nhẹ chỗ này này. Đem lên này, đem lên này. Ăn bung ra nó dính luôn. Thị trường của cái máy quay cái năng tốc của. Đó là vậy. Thì nó có thêm một vài thông số nữa liên quan đến cái độ dày của cái thanh cái này, cái thanh dây cái này ha. Thì độ cái này nó khá dày là 12 11. Đó, rộng của nó đo như thế này là tương đối 28 × 11 là rất dày. Thì các bạn anh em muốn thêm thì nó thêm cái diện tích của cái này nữa, cái này cũng khá dày. Rồi, họ làm theo dạng hình nêm từ trong ra ngoài, nó nhỏ dần đi để nó theo cái bản học cơ ứng dụng liên quan giống như cái dầm công suôn đó, ra ngoài họ làm nhỏ dần đến 21 chỗ này ha, chỗ ngay gốc này đi, ngay gốc của nó là 26. Đó, thì nó khá lớn. Cây này có giá bán là 2,1 triệu một cây. Thì trong trường hợp anh em muốn, hiện nay mình bên mình cũng đang khuyến mãi ở trên Shopee ấy. Anh em là muốn mua khuyến mãi giá rẻ hơn thì anh em gọi điện thoại cho mình trong số hotline thì mình sẽ cho cái giá khuyến mãi. À, thì cái má kẹp chỗ này nó cũng cỡ 29 ha, khá dày. Cái này thì thân cái thì nó sẽ giống nhau mọi nơi thôi, 11. Ok, rất chắc chắn. Thì cả Betsey thì đối với cả chữ F thì thông thường vam chữ F này thường thường em mua cặp bổ sung thì mua một cây thôi. Đó vậy. Chiều dài mà khi mà đo tất cả luôn thì cái thước đóng gói của nó cỡ khoảng 450. Cái này mà 14 thì cái này nó ra cỡ phải 16, 18, 20, 18. Thì cái thước đóng gói thì khi đóng gói thì cái này nó dễ bị thúc vào cái kiện hàng. Cái chỗ này.
đóng rất là mệt mỏi. Cái họ tráng mạ chrome rất là rất đẹp. Về các bạn dùng xong các bạn lau dầu bạn để bảo quản, hoặc chẳng cần lau dầu thì bạn có để 10-20 năm cũng chả sao.